Thưa quý vị, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng 50 mỏ khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác. Năm 2022 có hơn 10 đơn vị vi phạm khai thác khoáng sản bị xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay mới chỉ xử lý được 3 đơn vị vi phạm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục có văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản và yêu cầu xử lý cương quyết đối với những tổ chức cá nhân vi phạm. Bàn về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thẳng thắn chỉ rõ việc tổ chức thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm minh đối với các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần và thậm chí có hiện tượng móc nối giữa các cán bộ, công chức với doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trong khi đó, camera giám sát tại các mỏ lại chưa được kết nối với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, gây bất cập trong công tác quản lý vị trí và khối lượng khai thác. Và hệ thống giám sát và hệ thống camera thì đề nghị là nên kết nối với địa phương, đối địa phương theo dõi, cơ cả xã và huyện để theo dõi cái hoạt động của các cái mỏ này. Thì cái đấy là một cái kênh giám sát rất là tốt, nhưng mà lâu nay chúng ta chưa kết nối được. Đối với những doanh nghiệp mà được xử phạt nhiều lần mà vẫn còn tái diễn vi phạm thì phải kiên quyết tham mưu cho Ủy ban tỉnh để mà thu hồi giấy phép. Bên cạnh đó thì cũng không cho tham gia các cái mỏ để mà khai thác sau này. Ngoài yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để. Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Truyền hình Nhân dân, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định sẽ xử lý cán bộ, viên chức nếu phát hiện tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.